Chuyện ma kinh dị, gặp vong, tác giả bán ú, mời quý khán giả cùng thưởng thức. Phần 1. Chiếc xe máy tìm đường rồi cũng dừng lại trước sân nhà bà cụ đó. Ngô xuống xe, cậu lấy trong ví tiền ra tờ 50k rồi quay sang cảm ơn bác xe ôm rối rít. Bác xe ôm cũng đưa lại hành lý cho Ngô rồi chào cậu ra về. Bà ơi, cháu về rồi. Ngô bước vội vào hiên nhà mà bỏ túi quần áo xuống đất. Giời ơi, thằng Ngô, mày về mà sao không báo cho bà biết? Bà cụ tó vội vàng bỏ cái rổ rau muống mà chạy ra ngoài ôm lấy thằng cháu ngoại. Cháu muốn tạo bất ngờ cho bà ấy mà. Không ngờ sau bao năm bà của cháu vẫn trẻ và khỏe đẹp như xưa. Ngô nói mà ôm chặt lấy bà ngoại. Bà ngoại thì mỉm cười, miệng đỏ nhai trầu mà trách yêu. Tiên sư bố nhà anh, thế về có dắt theo cháu dâu của bà không? Ngô gãi gãi đầu mà lắc đầu. Cháu bà xấu trai quá nên không có ai yêu đâu bà. Bà có ai giới thiệu cho cháu với? Bà cụ tó vừa nói, vừa kéo tay thằng cháu một của mình ra sau nhà mà bảo. Có, con gái ở cái làng này thì đầy. Thôi, ra rửa mặt rồi tắm rửa, bà thổi xôi cho mà ăn, món mà mày thích nhất đấy. Thế là chiều hôm ấy, nhà bà cụ tó lại có thêm người là cháu ngoại mới từ xa về thăm bà. Bà cụ tỏ ra vui vẻ lắm mà làm những món ngon cho thằng cháu ngoại ăn. Bà ơi, con thấy nhà ai cũng sửa sang lại mà đẹp đẽ. Thế sao bà không tu sửa lại cho nó đẹp mắt? Ngô bưng bát xôi đậu phộng mà bà ngoại mới thổi lên, ăn mà hỏi bà. Bà cụ tó nhìn lại căn nhà nhỏ đơn sơ của mình. Gian nhà chính có mỗi cái giường đặt sau cánh cửa sổ, cái tivi nhỏ đã phai màu nằm im trong góc, đi vài bước chân là cái bếp là hết. Công trình phụ thì đi ra sau nhà mới thấy. Mọi thứ nó cũ kỹ lắm rồi, tường quét vôi cũng đã cũ mèn rồi, cánh cửa gỗ gió thổi mạnh còn kêu ọp ẹp rõ mồn một từng tiếng như cũng không muốn chống chọi với thời gian nữa. Bà cụ tó thở dài mà đáp. Nhà cửa tuy đơn sơ, quê mùa, nhưng nó chất chứa bao nhiêu hình ảnh đấy cháu à. Từng viên gạch hay tấm gỗ nhỏ đều là mồ hôi công sức của ông ngoại gom góp xây dựng lên mới có. Bà không muốn bỏ lỡ nó một chút nào cả. Nó là kỷ niệm và là thứ duy nhất ông của con để lại cho bà. Mặc dù bà có 100 triệu đi chăng nữa, bà cũng chả muốn xây nhà mới đâu con ạ. Ngô nhìn bà đang rưng rưng nước mắt mà nhìn về ngôi nhà cũ, với biết bao kỷ niệm thời trẻ của bà, mà cũng đã hiểu ra vì sao bố mẹ mình năn nỉ, khuyên bà lên thành phố sống mà bà không chịu. Bà chỉ muốn ở đây vì nơi đây có ông, người bà đầu ấp tay gối. Nói đến ông mất cách đây hơn 30 năm rồi. Ngày ấy, ông làm lụng cực khổ để kiếm tiền về lo cho cái gia đình nhỏ. Lúc đó, mẹ của Ngô cũng chỉ mới có 10 tuổi, cái tuổi ăn tuổi học. Ngày ngày cắp sách đến trường, rảnh thì ra đồng phụ mẹ rồi cũng bị bố đuổi về vì ông chỉ cho mẹ học, chứ nhìn con cái vất vả là ông không chịu được. Năm ấy lũ nó ập vào làng, mưa to gió lớn cả hơn tuần lễ, ông bà chả làm được gì cả. Mẹ Ngô thì lại bị ốm sốt rồi đau ốm liên miên, ông bà cũng sợ lắm mà lo chạy chữa thuốc men cho mẹ Ngô. Gia cảnh đã nghèo, càng nghèo hơn khi mẹ Ngô cứ ốm sốt liên tục mà không hết bệnh. Hôm ấy mẹ Ngô đang nằm trong bệnh viện mà vào nước biển. Bà ngoại cũng ở đó mà chăm sóc cho mẹ Ngô. Chỉ có ông ngoại là đang ở nhà mà theo mấy người đi gỡ bỏ rồi sửa sang lại cho một số gia đình bị bão lũ làm ảnh hưởng đến căn nhà của họ. Đang trên cái thang cao 5 mét thì mọi người nghe một tiếng đổ rầm thật lớn mà chạy lại xem. Ông ngoại của Ngô nằm dưới đống đổ nát, cái thang nó cũng văng sang một bên mà gãy nát. Mọi người mới túm lại mà mang ông ngoại vào bệnh viện cấp cứu. Bà ngoại đi kiếm đồ ăn cho con gái ăn thì vô tình thấy người ta khiêng người bị ngã vào trong cấp cứu. Bà cuống cuồng lên mà chạy theo la hét. Ôi giời ơi! Mình ơi! Sao mà ra nông nỗi này hả mình ơi? Bà bò lết theo ông thì bác sĩ cũng ở bên trong cố gắng mà cấp cứu cho ông nhưng không được nữa. Ông bị ngã, đập đầu vào miếng tường vỡ mà chấn thương sọ não không qua khỏi. Bà như người mất hồn mà khóc lóc dữ dội. Nhưng như có phép màu vì mẹ của Ngô sau ngày ấy thì lại khỏe mạnh. Mặc dù mấy ngày trước còn sốt đến co giật mà tưởng như không qua khỏi. Nhưng giờ lại nhanh chóng hồi phục và cho đến khi lớn không hề ốm đau hay bệnh tật gì nữa. Đám ma ông được tổ chức đơn sơ và nhanh chóng. Mọi người dân trong làng đều đến chia buồn và giúp đỡ gia đình ông bà, giúp cho ông có chỗ an nghỉ, nó cũng đàng hoàng với người ta. Ngô thấy bà đã rơi những giọt nước mắt thì cũng thương cho bà mà tìm chuyện khác nói để bà quên đi. Bà ơi, nãy bà nói là có đứa con gái nào giới thiệu cho con, thế đã có ai vào tầm ngắm của bà ngoại cháu chưa?
Bà cụ Tó cũng rất nhanh mà lấy lại cảm xúc, người mất cũng đã mất mấy chục năm rồi. Thôi thì bà cụ quay về với thực tại mà nói. Bà cũng không biết là mày thích con gái như thế nào mà để tìm. Ngô mỉm cười mà đáp. Ai mà xinh như bà ngoại cháu hồi trẻ ấy, phải biết thương chồng con như bà cháu mới chịu lấy nha. Bà cụ Tó cười hiền hậu mà nói. Rồi ạ, tưởng gì, có đầy. Ngô cũng cười khúc khích mà nói ra tiếng lòng mình. Cháu nhớ cái người con gái có mái tóc đen dài với nước da trắng ấy, dạo này cô ấy thế nào hả bà? Bà cụ Tó múc bát canh nóng hổi mà thổi từ từ rồi húp mà đáp. Nó lấy chồng rồi, mà ngặt nỗi. Ngô ngạc nhiên. Ngặt nỗi sao hả bà? Bà cụ Tó nét mặt có chút thay đổi nhìn cháu trai mà nói. Ngặt nỗi sau cái lần mà chia tay cháu, con bé Vân nó bị ma nhập ấy. Ngô nghe xong câu trả lời của bà ngoại thì ngạc nhiên mà nhìn bà. Ma nhập? Là sao hả bà? Sao con không hề nghe bố mẹ hay ai nói hay kể bất cứ chuyện gì về cái Vân bị ma nhập? Cụ Tó lấy đôi đũa mà quẹt ngang miệng, biểu thị là đã ăn xong rồi nói. Ăn đi, xong xuôi rồi bà kể cho mà nghe. Bà cụ cũng đi vào trong nhà mà đun lấy ấm chè, để lại Ngô đang vừa cố gắng ăn cho no mà còn vào trong để hóng chuyện xem chuyện Vân bị ma nhập là thế nào. Phụ bà rửa xong chén bát và dọn dẹp thì Ngô cũng đã bắt đầu tấn công mà hỏi. Kìa bà kể cho cháu về chuyện cái Vân nó bị ma nhập đi. Bà cụ Tó gật đầu tỏ vẻ đồng ý mà rót lấy cốc chè xanh nhấp một ngụm mà kể. Cái Vân nó bị ma nhập mãi mới được bà Phí giải trừ, không nhờ có bà Phí nhà mình thì nó đi theo cái vong ma quỷ ấy rồi. Ngô gật đầu mà cũng không xa lạ gì với bà Phí. Bà Phí là em gái của bà cụ Tó. Cái ngày mà ông ngoại mất, bà cụ Tó như người mất hồn mà khóc lóc rồi đòi đi theo ông cụ. Sau khi chôn cất ông cụ thì bà Tó bỏ ăn, bỏ uống mà đêm ngày cứ ôm trong tay bộ quần áo của ông. Người ta bảo đồ của người đã khuất nên cho đi theo họ, có nhiều nơi họ đốt đi chứ không giữ lại làm gì. Chuyện trong làng là có một gia đình kia có con trai bị mắc bệnh tim mà mất lúc 5 tuổi. Bố mẹ nó mang quần áo đi nhưng có một số đồ vẫn để lại trong nhà. Hôm ấy có người bạn xa ghé chơi dắt theo thằng bé mà đến nhà của vợ chồng đó chơi. Thế mà cái con cào cào bằng lá tre của thằng bé ngày ấy còn sống, hay chơi bị bỏ rơi ở cái hốc cây bên cạnh nhà. Thằng bé đi cùng mẹ qua gia đình này chơi, khi về có lấy con cào cào ấy mà mang về nhà. Đoạn đường từ đó về nhà đến cả hơn 200 cây số, mà đêm hôm ấy thằng bé con nhà cô này cứ khóc thét lên mà chỉ tay cho mẹ mà nói trong sợ hãi. Mẹ! Mẹ! Có thằng kia đứng nơi cuối giường mà nhìn con kìa. Nó cứ dí sát mặt vào cái màn mà trợn mắt nhìn con. Mẹ đuổi nó đi. Đuổi nó đi đi. Người mẹ cũng chỉ biết an ủi con trai, vỗ về nó ngủ thôi, nghĩ là con trai đi đường xa nên mệt. Ấy thế mà trưa hôm sau thằng bé con lại khóc thét khi chỉ tay ra cánh cửa ngoài nhà mà nói. Nó nhìn con, nó hù dọa con sợ, sợ lắm mẹ ơi. Bà mẹ lại rất ngạc nhiên mà muốn nghe con trai kể hết lại mọi chuyện. Thằng bé tuy 5-6 tuổi, nhưng rất lanh lợi nên kể lại rành mạch hết mọi chuyện cho người mẹ nghe. Qua lời kể của thằng bé thì người mẹ biết được rằng trưa ấy khi chị đang ngủ trưa như mọi ngày, con trai thì không ngủ nên nó lôi đồ chơi ra nghịch. Nó đang chơi với con cào cào thì thấy từ sân nhà một thằng bé lững thững đôi chân trần mà đi vào. Thằng bé qua lời kể của con trai chị thì đi chân trần, mặc một bộ đồ màu nâu mà mặt tái nhợt, đi từng bước vào trước cửa. Nó cứ đứng trước cửa mà nhìn con trai của chị mà không nói không rảnh. Bỗng nhiên thằng bé ấy chỉ tay vào con cào cào mà cất giọng lanh lảnh. Trả tao! Trả tao! Ánh mắt nó bỗng thay đổi mà trở nên đen sâu đến lạ thường. Nó cứ chỉ vào con cào cào trên tay của đứa bé mà quát. Mày trả cho tao! Trả cho tao! Thằng bé con thấy vậy thì khóc thét lên, là mẹ nó giật mình mà ôm lấy nó. Hai mẹ con đang ôm lấy nhau mà hỏi chuyện xảy ra với con trai mình, thì tiếng con chó nhà hàng xóm bên cạnh nó cứ sủa vang lên mà như đưa cái mõm qua đây mà sủa thứ gì đó. Thằng bé con nhà chị lại khóc thét lên mà chỉ tay vào kẽ hở của cánh cửa đang mở mà một đứa bé có thể chui vào góc tường nơi cánh cửa mà nhìn vào bên trong. Mẹ! Mẹ! Nó núp sau cánh cửa kia kìa. Thằng bé con khóc hét mà chui vào trong lòng mẹ mà trốn tránh. Người mẹ cũng nheo mắt nhìn thật kỹ thì tá hỏa thật sự. Lấp ló sau cái cánh cửa là một đứa con nít đứng đó, khuôn mặt nó trắng bệch mà đôi mắt đen sâu đang nhìn vào trong căn nhà của hai mẹ con. Trả tao! Trả cho tao! Khuôn mặt nó bỗng thay đổi mà trở nên dữ tợn đến đáng sợ.
Khuôn mặt ấy vốn dĩ không phải là của một đứa trẻ con, cũng đúng thôi, vì nó là... Người mẹ người bắt đầu sởn cả gai óc mà mơ hồ suy nghĩ. Đậu, ban ngày ban mặt mà còn thấy. Chị ngước mắt lên cái đồng hồ treo tường, kim đồng hồ chỉ đúng 12 giờ trưa. Tay chân chị như muốn rã rời mà vẫn cố ôm chặt lấy con trai. Chị vẫn nhìn rõ, thấy thằng bé nó đứng đó mà mặt hung dữ, miệng kêu gào trả tao, trả tao. Đầu óc chị như mụ mị mà khóc lóc lên, hòa với tiếng con trai khóc. Tiếng con chó bên nhà hàng xóm vẫn sủa lên đều đều mà không ngừng. Bỗng chị nhớ đến con cào cào trong tay thằng bé nhà mình mà liền không suy nghĩ nữa, giật lấy mà ném mạnh ra ngoài cửa miệng hét. Của mày đấy, tao không thèm. Cô Xuyến ơi, mẹ con nhà cô Xuyến ơi. Tiếng bà hàng xóm bên nhà gọi to làm cho người mẹ như được kéo về hiện tại. Mừng hơn được vàng mà nói với ra. Dạ, cháu, mẹ con cháu đây. Bà hàng xóm mới bước vào nhà mà hỏi. Thế chưa trời có chuyện gì mà hai mẹ con khóc thét thế? Tôi là tôi mới ăn cơm xong định bụng vào ngủ thì nghe thấy mẹ con nhà cô khóc lóc. Thế nào? Có chuyện gì? Cô Xuyến không trả lời câu hỏi của bà hàng xóm mà lại đăm đăm nhìn ra phía cánh cửa. Thằng bé nó không còn ở đó nữa mà đã đi mất. Thấy cô Xuyến như mất hồn mà ôm lấy con trai ngồi đẫn ra đấy thì bà ta định bụng bước vào. Bà liền nhìn thấy con cào cào thì nhặt lên mà bảo. Đẹp thế, con trai cô Xuyến cũng biết gấp con cào cào này đẹp thế. Cô Xuyến bỗng chạy lại giành lấy mà ném mạnh nó ra sân làm bà hàng xóm ngạc nhiên. Vứt đi, vứt nó đi, nó là đồ ma quỷ ấy. Bà hàng xóm ít chuyện cũng tò mò mà hỏi thăm. Cô Xuyến nói ma quỷ gì thế? Có chuyện gì xảy ra với mẹ con nhà cô vậy? Cô Xuyến thấy con trai khóc đòi lại con cào cào thì điên tiết cầm cây chổi mà đe dọa. Này nhé, mày mà nhặt nó lên chơi nữa là mẹ đánh cho mày chết nghe chưa? Bà hàng xóm thương con nít vội chạy lại ôm lấy thằng bé. Sợ mẹ nó làm gì nó nên vội nói. Cô Xuyến làm sao thế? Thường ngày cô thương con mình lắm cơ mà, sao hôm nay lại như thế? Chị Xuyến mắt đỏ hoen mà kể lại toàn bộ sự việc xảy ra cho bà hàng xóm nghe. Bà ta nghe xong thì nói, thôi chết, đồ của người chết mình không được lấy đâu. Còn là đứa trẻ con, nó nhớ lâu thù dai lắm. Còn cô, nó đã nhỡ lấy rồi, thì mình phải đem cái đồ ấy về lại nhà nó mà thắp nhang khấn vái. Xin nó quên đi, chứ không là không yên đâu. Nghe lời khuyên của bà hàng xóm, thì chị Xuyến cũng suy nghĩ kỹ rồi ngay trong chiều ấy, bắt xe mà đến nhà của người bạn thân ấy luôn. Người bạn thân nghe vậy thì cũng rưng rưng nước mắt mà khóc, vì nỗi đau mất con chưa hết, đã phải nhắc lại vì biết con của họ vẫn còn ở dương gian. Mọi người làm mâm bánh kẹo, sữa quả mà cũng cho thằng bé rồi, đích thân chị Xuyến đặt con cào cào lên ban thờ của thằng bé, thắp cho nó nén nhang mà khấn xin lỗi nó vì con chị nghịch dại. Từ đó mọi chuyện mới êm xuôi, chị Xuyến và con chị cũng không gặp những chuyện kinh dị nữa. Và gia đình người bạn chị Xuyến cũng làm ăn khấm khá lên nhiều. Ấy là không lấy đồ người đã khuất về dùng, vì họ kiêng kỵ lắm, có nhiều khi giường chiếu họ cũng không dùng lại. Ấy thế mà ngày ông ngoại mất đi, bà ngoại vẫn ôm khư khư trong tay cái bộ quần áo ông hay mặc. Chị làm gì? Chị làm gì đấy, chị? Tó ơi! Bà Phí phải giành lại bộ đồ của người đã khuất khi bà cụ Tó suốt ngày cứ ôm khư khư quần áo của người chồng đã mất. Bà Tó khóc lóc mà thương tiếc cho chồng mình. Bà không ăn uống gì cả mà mặc kệ cho bà Phí đã giành mất kỷ vật của chồng mình. Chị cứ như thế thì làm sao anh nhà yên tâm mà siêu thoát được? Anh rể vẫn còn đang đứng ngoài kia kìa. Câu nói của bà Phí làm cho bà Tó như bừng tỉnh mà ráo riết tìm. Đâu, anh nhà, chồng chị đâu? Anh ấy ở đâu? Bà Tó vật vã trong vòng tay của bà Phí mà như van xin em gái chỉ cho mình biết hay có thể nào cho mình thấy chồng mình đang ở đâu. Chị bình tĩnh lại đi. Bà Phí an ủi mà tiếp tục nói. Khi chết đi, phần hồn của con người ta được ở lại dương gian 7 ngày rồi mới siêu thoát mà đi đầu thai. Nếu mà người có oán niệm nặng thì phải ở lại thực hiện cho xong cái chấp niệm rồi mới rời đi. Thời gian có thể kéo dài hơn 7 ngày. Còn một số khác oán khí nó quá lớn, tích tụ lại dễ sa chân vào con đường ngạ quỷ. Chồng chị tuy chết tức tưởi, không một lời từ biệt. Nhưng anh ấy không hề có chút oán khí nào cả. Em thấy rất rõ là anh ấy khóc rất nhiều. Anh đứng đó nhìn chị, nhìn con gái mình. Anh như muốn lại gần nhưng mà không thể. Ấy cho nên chị thôi đau buồn, vẫn biết là người đầu ấp tay gối với chị nay đã khuất. Nhưng nếu chị cứ muốn níu kéo mà cố chấp như thế, thì chỉ làm cho linh hồn anh càng thêm vương vấn mà ở lại.
như thế là không tốt đâu. Chị nghe em, rồi anh ấy sẽ mỉm cười mà đi siêu thoát, sớm có một kết cục tốt. Kiếp này anh ấy và chị hết duyên nợ, nhưng em nghĩ kiếp sau anh chị sẽ được ở bên nhau. Chị phải tiếp tục sống, vì con gái mình, phải cố gắng vươn lên mà lo cho con gái mình thì anh rể mới yên lòng được. Chị có nghe em nói không? Bà Phí ôm lấy bà Tó mà nói hết nỗi lòng của mình, làm cho bà Tó cũng như tỉnh ngộ ra mà không còn chấp niệm khiến cho chồng mình vương vấn nữa. Đó là bà Phí. Một người có ăn học nên hiểu biết rất nhiều và ngày còn bé đã được một ông thầy người Lai Tảo chỉ dạy cho rất nhiều về bùa chú giải tà nên rất giỏi. Bà Phí theo thầy đi khắp nơi mà giúp người, nhưng rồi cuối cùng lại về một mình, trở lại nơi làng quê của mình sinh sống. Ai cần gì thì bà giúp cái đó, không quan trọng tiền bạc hay danh vọng. Và mãi là bà Phí không muốn lấy chồng, bà chỉ muốn một mình như thế, vì bà biết rằng cái nghiệp thầy Pháp này bà phải gánh cho hết đời. Bao nhiêu suy nghĩ ùa về trong Ngô, cậu nhớ rất nhiều những chuyện quái dị xảy ra với cái làng nhỏ nơi mà cậu sinh sống. Mặc dù mẹ cậu và bố sống trên phố xa, nhưng vì công việc nên từ lúc 6-7 tuổi, bố mẹ đã gửi cậu về quê để bà chăm sóc. Những câu chuyện ma quái nó xảy ra nhiều lắm, làm đám trẻ con ngày ấy của Ngô sợ hãi mà không dám ra khỏi nhà. Nhưng cũng thật là mọi chuyện lớn bé, tâm linh xảy ra trong cái làng nhỏ này đều có bàn tay của bà Phí giúp đỡ. Ngày Ngô lên 9 lên 10 thì lúc ấy bà Phí cũng đã gần 50 tuổi. Bà đã sống và chứng kiến rất nhiều chuyện xảy ra. Cái làng nhỏ này tuy đơn sơ, nghèo khổ, nhưng hễ có ai có chuyện gì thì mọi người xung quanh luôn yêu thương và đùm bọc lẫn nhau. Đầu làng có con sông nhỏ bắc qua huyện bên kia nơi nhiều người sinh sống. Còn cái làng này thì nó thưa nhà rất ít người sinh sống. Ruộng lúa là chủ yếu chính của người làng của Ngô. Có nhiều người còn làm thủ công vớt những cây lục bình dưới sông, dưới ao lên mà đan giỏ, đan những đồ thủ công. Hay những nhà chèo thuyền giăng cái lưới bắt con cá, con tôm mà mang sang huyện bên mà bán kiếm tiền. Chứ cái làng nhỏ này thì ai ăn mà bán, cá ngon thì họ mang bán, còn cá nhỏ hay chết ngộp thì họ mang về ăn hay bán rẻ cho người làng. Chứ cứ bắt cá mà để bán cho người trong làng thì cũng đói meo bụng vì họ có tiền đâu mà ăn. Thế là mấy người đánh cá, tôm mang hết sang huyện bên mà bán. Thế là con sông nhỏ ấy tấp nập thuyền bè qua lại, bên này qua bên kia kiếm cơm, bên kia thì có khi qua bên này thu mua mà mang về kiếm thêm chút ít. Nhờ vậy mà ông Tư lái đò nơi con sông này rất đông khách. Ngày ngày ông kiếm tiền bằng việc đưa người khách sang sông, ngày ngày kiếm sống bằng nghề đưa đò, nên ông Tư cũng chứng kiến nhiều tai nạn đuối nước nó xảy ra. Khúc sông tuy nó không rộng lớn, nhưng nó rất dài mà từ làng bên kia chảy qua đến tận làng ông Tư. Có thể nói những vụ đuối nước xảy ra nó bắt nguồn từ cái làng bên kia nằm trước làng ông Tư. Làng ông Tư là cái xã cuối cùng, nên nếu nơi cái cầu của xã bên có người tự tử hay đuối nước sẽ trôi về dòng sông của xã ông. Ông Tư nhớ như in cái ngày mùa đông gió rét năm ấy. Rét đậm, rét hại nên rất ít người ra thả lưới đánh cá. Ông Tư cũng không có ai qua đò, nên cũng ngồi nấu nồi cám mà thả lưới mà kiếm chút cá. Đang định quăng lưới thì ông Tư chợt giật mình khi thấy từ xa có cái gì đó đang trôi về phía thuyền của ông. Nói là cái gì thì không phải vì chính cái đôi mắt tinh đời ngót nghét 60 năm nhìn cái đã nhận ra đó là một cái xác chết. Cái xác nó trôi từ từ đến chỗ cái thuyền cũ của ông. Cách ông mấy mét là thuyền một số người đang thả lưới, câu cá. Ôi giời ơi! Mọi người xem này! Có cái xác chết trôi này. Ông Tư cố hét to và mọi người cũng nghe thấy mà chèo thuyền lại. Họ thấy đúng là cái xác nằm ngửa, đã trương phình ra mà nhấp nhô dưới nước. Cụ Tư, nước lạnh thế này cụ có xuống được không? Ông Tư không ngần ngại mà nhảy xuống mà tiếp cận cái xác trương phình đã bốc mùi ấy. Ông đã quá quen thuộc với cái khúc sông này rồi. Với lại tài lặn hay bơi lội của ông cụ rất là giỏi, nên người ta mới hỏi ông như thế. Và con sông này chỉ có mình ông dám xuống mà vớt xác chết trôi, chứ chả có ai dám xuống mà tiếp cận với thứ hôi sình kinh tởm ấy. Người sống nó quý thật đấy. Nhưng mà nói không phải ra cái hình hài kinh dị và hôi trương ấy, chả ai dám đụng đến. Nên chỉ có ông Tư là dám làm và suy nghĩ trong ông vì một chữ tâm mà thôi. Trước khi chết, họ cũng đã chịu bao đau khổ, vật lộn với nước mà ngộp thở đến tái tê lòng. Đến lúc chết rồi thì xác lại trôi lình xình, ai mà chả đau lòng cơ chứ.
nên giúp được là cụ Tư cứ giúp thôi. Mọi người cũng đưa thuyền mình vào bờ mà vội lấy khăn ấm và quần áo mới để ông Tư thay, cũng cảm thấy tội cho ông lão đưa đỏ ấy. Lúc này, cái xác Trương Phình nó nằm trên bờ với khuôn mặt trắng bệch, đôi môi tái cùng với nửa bên má như bị cá rỉa thịt, chỗ còn chỗ mất nham nhở, khiến cho nhiều người quay mặt đi mà nôn thốc nôn tháo. Có người đi gọi chính quyền đến xem để giải quyết. Ông cụ Tư sau khi thay quần áo xong thì cũng thắp cho cái xác ấy nén nhang mà khấn vái. Tôi là tôi làm phúc mà vớt cô lên, không biết là cô trẻ thế này mà gặp vấn đề gì mà chết. Ấy mà làng tôi toàn những người hiền lành thôi, ấy cho nên dù đây là nơi xác cô dừng lại, cũng đừng ở lại mà làm mọi người sợ. Chúng tôi sẽ sớm tìm người nhà mang xác rồi gọi hồn cô về nhà. Khấn xong thì ông cụ Tư quay sang mọi người mà bảo: xác tôi chết nên họ oán niệm sâu lắm, ấy cho nên mọi người đừng bàn tán nhiều về thi thể người ta. Mọi người nên giải tán đi, lát nữa chính quyền đến mọi chuyện sẽ ổn định. Ông cụ Tư nói rồi nhìn cái xác nằm ấy. Chiếc áo bà ba đã bị bung gần hết cúc vì cơ thể Trương Phình của cô gái xấu số. Tay chân như bị cá rỉa mà thịt thà dính lại chút ít, còn bên trong là xương tay, xương chân thấy rõ. Mọi người cũng không bàn tán nhiều, chỉ là muốn xem mà đợi người ta đến mang xác cô ấy đi. Rồi mọi chuyện cũng qua nhanh khi có người bên chính quyền đến khám nghiệm qua, rồi đưa xác cô gái về, rồi tìm người nhà của cô gái. Rồi người làng bên ông cụ Tư cũng nghe thấy được thông tin là cô gái chết trôi ấy là một giáo viên cấp 1, làm việc bên huyện bên, nhưng đột nhiên chết. Làm cho gia đình của cô gái cũng hoang mang vì cứ tưởng con gái mình đang dạy học nơi huyện bên. Ấy thế mà lại gieo mình xuống dòng nước mà kết liễu cuộc đời. Mọi người đồn tai nhau chắc có lẽ là do chuyện tình cảm, chứ cô gái ấy còn trẻ thì chả có gì làm cô ấy tuyệt vọng đến tự tử như thế. Mọi chuyện dường như là kết thúc cho đến một ngày. Thằng Tí, mày trốn ở đâu mau ra đây? Sau bữa cơm tối, mấy thằng nhóc cùng với mấy nhỏ của làng rủ nhau chơi trốn tìm. Cái trò chơi vốn dĩ không nên chơi buổi tối vì dễ bị ma giấu đi hay nhìn thấy những thứ linh tinh mà tưởng bạn mình đang trốn mà đến tìm. Nhưng lúc đến thì chả có ai cả. Nhưng mấy đứa trẻ mau quên cũng không cho là kinh dị. Thằng Ngô gầy đen nhẻm đang đi tìm thằng Tí mà lẩm bẩm: quái lạ, cái thằng này nó trốn đâu ta? Thằng Ngô nó đã tìm thấy hết tất cả mấy đứa chơi trốn tìm, nhưng còn thằng Tí thì chả thấy đâu cả. Nó mới quay sang nói với đám bạn: chúng mình giao kèo là chỉ có trốn từ cây đa kia trở lại thôi, ra xa hơn là con sông mà bố mẹ không cho chơi ở đó. Thế giờ thằng trời đánh Tí đâu mà tìm mãi không thấy, chúng mày thấy có lẽ nó đã ra khỏi phạm vi giao kèo rồi không? Mấy thằng con trai thì gật gù cho rằng thằng Ngô nói đúng, còn mấy đứa con gái thì lại bảo thôi mọi người đi tìm nó vậy, chứ không nó trốn kỹ quá đến sáng mai cũng không thấy. Lũ nhóc đi tìm hết khắp nơi, kể cả đánh liều ra chỗ cây đa gần bờ sông, cũng chả có thằng Tí đâu. Bọn nhỏ rủ nhau về nhà thằng Tí xem thì bố mẹ nó bảo nó chưa có về. Mọi người một phen tá hỏa mà đi tìm nó. Bố mẹ cùng người lớn thì đi ra chỗ bọn nhỏ chơi trốn tìm mà lục sục tìm kiếm. Còn mấy đứa bạn trong đó có thằng Ngô đi hết chỗ mà chúng nó đã chơi mà tìm nhưng cũng chả thấy nó đâu cả. Bố mẹ nó được phen hú hồn mà như tuyệt vọng, mà mẹ nó gào khóc mà tìm nó như trong vô vọng. Mọi người tìm thằng Tí phải không? Nó đây nè. Mọi người đang tìm kiếm thì chợt quay lại chỗ ông Tư đang bế thằng Tí trên tay mà nói: tôi thấy nó nằm sát bờ sông đây này, bố mẹ nó đâu? Chăm non con cái kiểu gì thế này? Bố mẹ của thằng Tí vội chạy đến mà đỡ lấy con trai từ trong tay của cụ Tư. Ông Tư kể rõ lại là ông đang thiêu thiêu ngủ thì nghe thấy tiếng hét của đứa bé nên tỉnh giấc, nhưng khi ông chạy ra xem thì không thấy gì cả. Ông Tư lại quay vào mà ngủ tiếp, cho đến khi nghe tiếng hô hào của mọi người đi tìm thằng Tí thì ông mới ra xem. Lên bờ thì ông mới thấy thằng bé nằm đấy, rõ tội. Ông Tư quay sang nhìn bố mẹ thằng Tí mà nói: tuy rằng mọi người ít gặp những chuyện tâm linh ở cái khúc sông này, nhưng không phải vậy là chủ quan để con cái chơi đùa ở đây. Tôi là tôi cứng vía nên không sao đấy, chứ mấy lần ngủ nó đều đập mạng thuyền làm tôi tỉnh giấc. Nó trêu thôi chứ không hại tôi nên mọi người đừng lo lắng quá, nhưng cũng đừng chủ quan để con nít yếu vía ra đây, không thể lường được gì đâu. Ông Tư nói rồi quay trở về thuyền của mình. Một ông lão lớn tuổi sống lênh đênh trên thuyền mà vẫn dám ở, thì mọi người cũng biết
khúc sông này không có nhiều vong hồn lắm. Nhưng thật sự những ngày gần đây, người ta đồn thổi tai nhau một câu chuyện mới. Đó là có thứ tâm linh xuất hiện trên khúc sông này. Số là nhà anh kia làm nghề đánh cá. Ban đêm anh có đi đánh chén với người bên cạnh nhà nên ra thuyền muộn. Vợ anh kéo được mẻ lưới cũng đã đi ngủ mà buộc thuyền gần bờ để đợi chồng. Anh ta cũng đã có hơi men nên đi không vững mà chập chững leo lên thuyền. Bỗng anh thấy bên mép sông cách anh độ vài mét có một cái bóng người đang ngồi đấy. Anh đã say nhưng không đến nỗi, vẫn nheo mắt mà nhìn cho kỹ. Này, đêm hôm thế này còn ra đợi trai à? Anh nói vọng sang rồi cũng đứng đó mà xem người ấy sẽ trả lời anh như thế nào. Đáp lại anh là tiếng cười khúc khích. Nó không phải tiếng cười e thẹn hay vui vẻ, mà là tiếng cười khúc khích nghe đến nổi gai óc, làm cho anh ta cũng như tỉnh rượu mà run rẩy. Mày cười gì? Câu nói anh vừa thốt ra thì tiếng cười ấy im bạch. Thay vào đó lại là tiếng khóc, là tiếng khóc não nề mà sầu thảm như là vọng về từ cõi xa xăm vậy. Anh chàng ấy đã có sẵn men say nên lầm bầm. Này, có tí cái tuổi đầu mà yêu đương, khóc lóc nhăng nhít gì ở đây, có gì về nhà nhé, để cho người khác ngủ. Anh ta nói xong rồi cũng mặc kệ mà bỏ đi vào trong nhà mà định đi ngủ. Ung ngục một tiếng, nước từ dưới sông văng lên trên mạn thuyền của anh ta, nước bắn cả vào chân của anh. Anh nhìn ra bên ngoài như tìm kiếm thứ gì đã rơi xuống mặt nước mà làm nước bắn tung tóe. Loay hoay thì anh thấy cô gái ấy vẫn ngồi ở mé sông mà gục mặt xuống dưới đầu gối. Bỗng cô gái ấy đứng phách dậy mà nhìn về phía anh ta, bóng đêm bao phủ mọi thứ khiến anh ta không hề thấy rõ mặt của cô gái ấy. Nhưng cái thứ làm cho anh ta rõ sợ là cô gái ấy nhìn anh rồi quay lưng đi mà nhảy một phát cái tùm xuống sông rồi mất tích. Anh ta định la lên là có người tự tử, nhưng mà tiếng hét của anh ta im bạch mà nằm nghẹn lại trong cổ họng khi mà cô gái ấy đã nhảy kêu cái tùm ở dưới nước, nhưng mặt nước không hề động đậy hay sủi bọt gì cả. Có tiếng cười khúc khích mà nghe đến sởn da gà vang lên trong đêm vắng, tiếng cười kèm với tiếng nói thủ thỉ, nghe nó ma quái đến đáng sợ. Tao thế nào thì kệ mẹ tao, mày còn xen vào tao bẻ chân mày. Đúng lúc ấy thì từ dưới nước, cái bóng dáng của người con gái ấy lại vọt lên tít trên ngọn đa mà lại nhảy tùm tùm xuống nước. Sau lại vọt lên ngọn đa rồi lại nhảy xuống nước mà cười khanh khách. Tay chân anh này cũng đã bùn rùn mà không đứng vững. Anh này ngã vật ra mà bất tỉnh nhân sự. Vợ anh từ trong nhà cũng nghe thấy tiếng cười khúc khích mà tỉnh dậy. Thấy có tiếng động bên ngoài thì nghĩ là chồng say rượu về bị ngã cũng nên, chị mới đi ra xem. Chị ta dẫm phải cái thứ nước ấm ấm vương vãi trên mạn thuyền mà chép miệng. Giời ơi, bố nó lại say xỉn mà lại đũn đùn đùn ra quần thế kia. Giời ơi, khổ thân tôi. Chị vợ nói rồi, đỡ anh vào nhà mà thay quần áo cho anh. Cũng may anh này cũng nhỏ người nên chị vợ mới đưa vào nhà được. Sáng hôm sau anh tỉnh mà kể cho vợ nghe. Sau hôm ấy có cho vàng anh cũng không dám cùng vợ đánh cá ban đêm nữa. Anh ấy sợ có lẽ cho đến già. Câu chuyện mới lan tỏa cách đây một tuần lễ. Giờ lại đến cái chuyện thằng Tí. Nó nằm lịm đi sát mé sông khiến mọi người lo sợ. Mọi người đưa thằng Tí về mà thoa dầu cho nó ấm người. Được một lúc nó cũng tỉnh lại ôm lấy bố mẹ mà khóc nức nở. Nó kể là trong lúc trốn sau cái gốc cây đa để thằng Ngô không phát hiện ra thì nó nghe thấy tiếng hát của một người con gái. Tiếng hát nghe vang vọng và làm cho thằng bé 10 tuổi tò mò mà tìm kiếm xung quanh. Người ta đã bỏ tôi rồi bạn ơi, đâu còn chi nữa mà mong mà chờ cung đàn lỡ nhịp đường tơ, cung sầu chết cả hồn thơ để lòng tôi giá lạnh như hở. Tiếng hát cất lên rồi sau đó tiếng cười sằng sặc lại vang lên mà làm thằng Tí nó hoảng sợ mà đứng chôn chân tại chỗ. Chân nó đánh vào nhau run lên cầm cập mà miệng kêu lên tiếng ử. Nó đã nghe lén phén người lớn kể là khúc sông này nó có ma và nó cũng tin chính nó lúc này đã gặp ma. Tí đây à? Lại đây với chị. Tiếng gọi phát ra từ phía người phụ nữ ấy mà nghe ra giết lắm. Thằng Tí nó biết được rằng mình không thể nào đi lại chỗ ấy được. Ấy thế mà chân nó như bước đi trong vô thức mà cứ bước lại phía chỗ chị gái ma ấy. Lại đây, chơi với chị. Thằng Tí lúc này mơ mơ hồ hồ mà ngồi xuống bên cạnh chị gái ấy. Nó không thể quay người lại mà co chân chạy nhanh được. Nó chỉ như kẻ ngốc mà ngồi đó, ngồi bên cạnh chị gái nào đó mà nó không quen biết.
Nó bảo là nó nghe bên tai chị gái ấy nói gì đó rất nhiều, như kể về một câu chuyện gì đó dài lắm mà nó không thể nhớ. Cho đến khi chị gái ấy khóc nấc lên từng tiếng và lại cười lên khanh khách, khiến nó hoảng quá mà mơ màng rồi không biết gì cả. Đến khi tỉnh thì thấy mình đang nằm ở nhà, có bố mẹ, người hàng xóm xung quanh thì cũng mừng lắm. Thằng Tí nó rông dài như ông cụ non mà kể nể hết ra cho mọi người nghe. Đám bạn nó nghe tin gia đình và mọi người đã tìm được nó thì cũng chạy đến mà xem. Thằng Ngô thấy bà Phí nhà mình cũng được bà nội, thằng Tí mời sang thì cũng lầm rầm mà nói với đám bạn là chắc thằng Tí nó bị ma trêu hay bắt đi. Đám bạn cũng đưa ra ý kiến là vậy, vì chúng nó đã tìm kiếm ở chỗ ấy rất kỹ mà vẫn không thấy thằng Tí đâu cả. Bà Phí đến xem tình hình sắc mặt của thằng Tí, bà cũng nghe mọi người kể lại mọi chuyện về cái vong ma ấy. Bà đặt tay lên trán của thằng Tí rồi bảo: cái vong này nó cũng không hẳn là hại hay lôi kéo gì người đâu. Nó không hề bắt hồn vía của thằng bé, mà tôi cũng không hiểu sao nó có thể giữ thằng bé lại bên cạnh làm gì khi không bắt hồn vía của nó. Bà Phí quay sang nhìn bố mẹ của thằng Tí rồi nói nhỏ: tôi xin lỗi, nhưng đây nó là sự thật. Người chết trôi nó linh thiêng lắm, mà đã hiện ra với anh đánh cá hôm trước mà chỉ trêu ghẹo anh ta, nay lại hù dọa thằng cu Tí, thì tôi nói thật là chỉ có trêu người dọa nạt chứ không muốn bắt người xuống thế. Ấy cho nên tối mai tôi sẽ làm cái mâm cơm nhỏ mà thắp cho họ nén hương mà hỏi chuyện. Nếu mà họ hại ai đó hay hiểu được ý định của họ có thù oán với làng mình, thì ta nên bắt vong mà cho vong lên chùa siêu thoát. Mọi người thấy thế nào? Khắp ở cái làng này, mà cũng có thể nói khắp cái tỉnh này, chỉ có bà Phí là giỏi mà lại thương người nhất, cho nên mọi người cũng kính nể mà đồng ý và hứa sẽ giúp bà chuẩn bị mâm cũng ngày mai cho cô gái ấy. Liệu rằng cái vong đó sẽ còn hù dọa nữa không? Những diễn biến tiếp theo của chuyện như thế nào? Hãy đón xem phần tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.